Nhà ga hành khách T2 cảng hàng không quốc tế Phú Bài có công suất 5 triệu hành khách một năm với thiết kế kiến trúc độc đáo mang ý tưởng mô phỏng hình ảnh núi Ngự, hòa quyện giữa phong cách hiện đại và nét đặc thù văn hóa Huế. Nhà ga được đầu tư nhiều thiết bị hiện đại, công nghệ hàng không tiên tiến, cung cấp nhiều tiện ích chất lượng cao, phục vụ hành khách với thiết kế 2 cao trình 3 tầng. Thì với cơ sở hạ tầng của cảng không quốc tế Phú Bài đầu tư với nhiều công nghệ là phục vụ hành khách hiện đại, ví dụ làm thủ tục tự động, rồi là xác nhận hành khách bằng nhận diện khuôn mặt, hay là đem lại cho hành khách rất là nhiều thuận lợi trong cái việc thông qua nhà ga cảng không quốc tế Phú Bài. Trung bình tần suất bay tại cảng hàng không quốc tế Phú Bài hiện nay khoảng hơn 40 chuyến đi đến trong ngày và dịp cao điểm nghỉ lễ. Con số này có thể lên 50 chuyến. Năm 2022, cảng hàng không quốc tế Phú Bài đã đón hơn 2,1 triệu lượt hành khách và dự báo trong năm 2023, số lượt hành khách qua cảng sẽ tăng cao hơn. Ta trở về trong tiếng gọi mẹ ơi, về với mẹ, về nơi thật yên bình. Nước mắt ta rơi bởi một điều có thật, rồi một ngày mẹ sẽ đi xa. Ta trở về bên cánh đồng quê xưa, hát lúa vàng, hát mồ hôi trắng. Quay được cái ngọn đến thôi. Tôi nhìn chỉ cho sạch sẽ. Sạch sẽ đẹp. Này cái này là hiện đại nhất Việt Nam đấy mấy.